Xin chào các bạn, mình tên là Minh Anh, năm nay mình 6 tuổi. Mình rất vui được làm quen với các bạn. Sở thích của mình là ăn kẹo, đánh đàn và xem phim hoạt hình. Ước mơ của mình là lớn lên trở thành bác sĩ thật giỏi để chữa bệnh cho mọi người. Ước mơ của các bạn thì làm sao? Hãy kể cho mình nghe nhé. Thì bây giờ hẹn gặp lại.